Cô cho con hỏi cô tên gì cô? Cô tên là Phan Thị Thu Loan. Dạ. Cô cho con hỏi là cô biết đến thuốc tinh dầu thông đỏ của công ty Lê Khe bao lâu rồi cô? Cô biết chắc hơn một tháng rồi con. Hơn một tháng hả cô? Vậy cô có thể cho con biết là trước khi mà cô sử dụng tinh dầu thông đỏ, cô có bệnh gì không cô? Có. Rồi sau khi cô sử dụng có cô cảm nhận sao? Cô cho con biết. Chưa dùng cái dầu này á là cô bị không bị cao huyết áp mà cô bị tiểu đường, cô bị tê cái bàn tay này nè, không cảm nhận được, rồi cái gót chân nó bị khốn, đi rất là khó khăn, với lại cái giấc ngủ của cô rất là khó, cô ngủ đầu hôm cứ thức dậy khoảng 10 giờ là cô thức giấc là cô thức mấy tiếng hồ cô không ngủ lại được. Rồi sau khi mà cô được biết cái tinh dầu thông đỏ này, cô cũng là thành viên của tinh dầu thông đỏ này, cô cũng bán. Rồi được một thằng cháu ủng hộ cho cô là thôi giờ cô cứ uống đi, mình lấy mình ra làm thí nghiệm. Thì từ lúc mà cô dùng tới hôm nay là khoảng 10 ngày có hơn rồi, là sức khỏe cô rất là tốt. Cô không còn bị tê cái tay, gót chân cô không còn bị thốn nữa, mà cô ngủ rất rất là ngon giấc, cô thấy trong người cô rất là khỏe. Thành ra cô nên khuyến khích những bà con nào mà chưa có dùng nên dùng tinh dầu thông đỏ này đi cho nó tốt cho sức khỏe, bảo vệ sức khỏe mình. Trong gia đình ngoài cô sử dụng ra còn ai sử dụng với cô? Chồng cô cũng sử dụng, chồng cô cũng bị tiểu đường, cao huyết áp mà cũng bị khốn gót như cô, mà đến nỗi mà sưng luôn cái hai cái khớp chân, nhưng mà từ hôm dùng tới nay là không dùng thuốc áp nữa, và huyết áp ổn định, đường cũng ổn định luôn, mà ngủ rất ngủ, cái giấc ngủ đến với mình rất là ngon, ngủ vậy khỏe trong người lắm. Vậy cô uống là khoảng bao nhiêu cô cảm nhận được vậy cô? Cô uống được một tuần lễ là cô cảm nhận được là sức khỏe cô rất là bình, sức khỏe cô giờ rất là bình thường, cô mừng lắm. Con cảm ơn cô nhiều cô. Cô chào con nha. Chào cô.